Rồi con 68 với con 72. Đã quay Đức Sơn chưa nghĩ gì. Đây, đây là chiếc xe bán hai mới gì dọn xong này anh em. Ha? Bây giờ đây chiếc xe bán hai, sườn máy bán hai, lốp máy bán hai hết, nắp ngầu zin hết. Màu lâm còn này anh em khơi xe coi nè. Cái bình xăng Đức Sơn còn lâu lắm rồi. Nhưng mà tại vì nó cũ anh em là phải phun sương cái lớp sơn bóng lên. Khoan khoan để con gắn cái micro vô cho rõ rồi. À, có phủ cái sơn bóng lên là bình xăng nước sơn này trắng trắng này anh em còn thấy không, còn rất là mè này, vào sơn này cho kỹ coi nước sơn cho anh em ta thấy nha, nắp đầu nước sơn còn này, sơn này lấu lấu này, ống zin luôn đây, cặp te lóc này, nước sơn này anh em thấy không, thấy không, thấy bằng phủ không rõ lắm. Vô đây nè nè, hàng nước sơn còn nha, rất là đẹp. Số 72 chống zin luôn, chống đứng zin. Số sườn này anh em, số máy. À. Xe này chỉ có dàn lông là có dọn lại mấy chỗ, nhưng mà sơn riêng còn rất nhiều. Còn lại là dụng cụ là riêng không. À. Xe này cặp về là về hàng mới. Cặp te có sơn lại. Chứ là cặp về thôi. Đây đặc biệt là cái đồng hồ với lại gáo đèn, trái đèn rất là riêng theo xe. Và cặp tay thỏ xi nóc đây. Cặp tay thỏ này nè. Cách mấy hôm nay người ta trả 2 triệu mà không bán này nè. À, cặp tay thỏ xi nóc theo riêng theo xe. Rất tiếc cặp về phải còn được như vậy là tiền không. Nhưng cặp về này là hàng mới. Cặp tay thỏ là riêng. Thuộc riêng đùm riêng. Rồi chiếc 72 này giao lưu với anh em giá là 37 triệu. 37 triệu. 37 triệu chống riêng luôn chứ không đứng riêng. Đèn sau tay đèn riêng luôn. Ba ga chanh ly. 80. Còn đây là xe L. Đây là chiếc xe này do chính chủ tôi đứng tên. Anh em có cần cho anh em xe này tôi đứng tên trực tiếp đứng nè. Ở Tây Ninh, 5 số Phan Quang. Xe hồ sơ chuẩn chỉ đàng hoàng. Bao tranh chấp. Xe này đi là để đi uống cà phê mà mua sáng với lại tất cả các anh em người lớn tuổi đây. Ai khó tính lắm lấy chiếc xe này là cũng phải kết thôi. Nhưng anh em có nhu cầu liên hệ tôi sẵn sàng sang sẻ lại với anh em để có chúng ta giao lưu. Những người lớn tuổi có để uống cà phê, xăng rin, sườn rin, dè rin, có đèn rin, đông rin hết. Nói chung là cái dàn lông này á là tại xe chính chủ đi lâu năm bắt đầu nó cũ rồi bắt đầu có là sơn lại thôi. Nói chung chỉ có màu sơn thôi anh em, còn lại xe là rất là đẹp nha. Rồi xe lưu này là 37 năm, giao lưu giá 37 năm. Này đổ máy cho anh em coi nè. À, đi đồng rin luôn. Kèn đen rồi đầy đủ. Nghe đem. À. Rất là ok. Nắp xăng riêng luôn. Từ con ốc, tán ốc đèn vẫn còn riêng luôn. Như vậy hôm nay giới thiệu cho anh em hai dòng xe 72 và 68 xe L. Hai chiếc xe này dành cho những người lớn tuổi bi đông cao. Để đi uống cà phê giao lưu với anh em mỗi buổi sáng nha anh em. Có nhu cầu xin liên hệ số điện thoại ghi bên trái của màn ảnh. Và mọi chi tiết anh em cần thiết để qua Zalo kỹ là hỏi thăm tôi sẵn sàng giải thích cho anh em. Rồi, xin chào cả nhà. Rồi, xin chào hết tất cả các anh em nha.